Các bác nhá, có một điều rất là hay đấy là em đi chiếc xe này ra ngoài đường đấy ạ. Nhiều người cứ bảo chiếc xe này của em nó giống với lại Audi Q5. Nó giống như là những chiếc xe mà vài tỷ đấy ạ. Thế nhưng mà chiếc xe này đấy ạ, đúng chính xác em bán cho toàn thể các bác với cái mức giá nó chỉ bằng là một chiếc xe Kia Morning số sàn thôi. Đấy. Nó chỉ là hơn 300 triệu đồng một ít thôi các bác nhá. Là các bác mình đã có thể mình sở hữu ngay, mua luôn chiếc xe này về dùng rồi. Con này form dáng đẹp lắm, mà đời của xe thì lại rất là cao, trang bị thì hiện đại, tiện nghi, an toàn. Đấy, xe còn rất mới luôn, chạy mới được có mấy vạn km thôi các bác nhá. Đây là phần đầu của chiếc xe, xe cực mới luôn. Vâng. Đèn đây các bác này, các bác nhìn xem đèn nó rất mới luôn các bác này. Đấy, có bi cầu này, có đèn nét này. Đấy. Rồi có rửa đèn pha này. Đấy, lốp của xe thì vẫn còn rất là dày đây. Đấy, na răng đúc. 5 chấu kép dạng phay. Có phanh đĩa và có phanh ABS, nó là 4 bánh. Rồi có xi nhan báo rẽ nằm trên gương. Và gương này là gương cục tự động các bác nhé. Đấy, xi nhan của xe là dạng LED luôn. Và có nút bấm từ một chạm nằm vào tay nắm cửa đây các bác này. Đấy, vâng. Bây giờ thì em mời các bác mình đi vào nội thất bên trong của chiếc xe. Xem chiếc xe này nó có những cái gì các bác nhé. Tại sao mà người ta lại bảo đây là chiếc xe nó là vài tỷ, đúng không ạ? Tại sao lại được nhiều người đánh giá chiếc xe này nó sang trọng đến như vậy? Thì các bác mình cùng xem nhé. Đúng là phần bên ngoài cho đến phần bên trong nội thất, nó thiết kế rất là đặc biệt. Đấy là giống Audi Q5. Và thứ hai thì trang bị rất là hiện đại. Và tất cả phần nội thất bên trong này của chiếc xe này ạ, nó còn rất là mới luôn các bác ạ. Đấy, như đồ nhựa, như đồ da. Và da của xe như là ghế da zin này, táp lô của xe cũng là táp lô da zin này. Và táp ni cánh cửa của xe này cũng là da zin, zin nguyên bản các bác nhá. Chiếc xe này có thiết kế cần số tự động. Đây là cần số tự động của chiếc xe. Và có thiết kế phanh tay điện. Phanh tay điện nhá, chứ không phải phanh tay cơ các bác nhá. Phanh tay bằng điện luôn các bác này. Đấy, rồi có cửa sổ trời toàn cảnh luôn các bác này. Túi khí an toàn thì được thiết kế lắp đặt ở xung quanh xe các bác nhá. Đấy, và đây các bác nhìn xem là chiếc xe này, cái chỗ này đấy, các bác nhìn xem là có thiết kế chống trơn trượt này. Đấy, và đây là km của chiếc xe đây các bác này. Mới chạy được có 7.4 km thôi các bác nhá. Với cái mức km này là một những cái km rất là ít. Đấy, chiếc xe này của em sản xuất năm 2015, bây giờ 7 năm rồi. Đấy, 7 năm rồi, tính ra mỗi 1 năm đi có 1 vạn đúng không ạ? Rất là quá ít. Bình thường thì các bác biết là mỗi 1 năm thường thường những chiếc xe bình quân ra động phải tầm khoảng là 2 vạn cho tới là 3 vạn đúng không ạ? Thế mà chiếc xe này của em 1 năm người ta đi có 1 vạn km thôi, các bác biết là đi nó ít như nào rồi đúng không ạ? Đấy. Gương kính điều chỉnh điện được làm toàn bộ ở đây các bác nhá. Đây, đây. Loa đây. Đấy, đây loa đây. Chỗ là phần táp lô, táp ly kính cửa này của chiếc xe bằng chất liệu da. Nó là da xịn cao cấp nguyên theo xe nhá. Chỗ này được sơn vân gỗ các bác nhìn này. Đấy, rất là sang và sáng bóng này. Đấy. Keo chỉ của xe thì còn zin. Máy số của xe vẫn còn zin. Và có một điều đặc biệt hơn nữa, đấy là chiếc xe này được lắp động cơ máy của hãng Mitsubishi Nhật Bản các bác nhá. Đấy, rất là lành tính và tiết kiệm bền bỉ luôn. Vâng. Rồi. Đây, vô lăng thì các bác nhìn xem, vô lăng 3 chấu và tích hợp rất là nhiều những phím điều khiển ở hai bên. Đấy, đây, điều khiển âm thanh, điều khiển âm lượng đây. Đấy, có túi khí an toàn nằm ở giữa và vô lăng có thiết kế viền carbon các bác nhá. Nhìn rất là sang luôn. Vô lăng của xe rất là đẹp và rất là mới luôn này. Mở nội thất của chiếc xe ra, ngửi nó vẫn còn cái mùi đặc trưng của những dòng xe mới các bác nhá. Đấy, có đi ga tự động cruise control được làm ở đây các bác này. Đấy, và có màn hình giải trí Android các bác nhá. Đây, màn hình giải trí Android đây. Đấy, và các bác thấy thì có thiết kế cả là cam 360. Và thứ hai thì đây các bác nhìn này. Đấy, có sim 3G đầy đủ đàng hoàng nhá. Âm thanh nghe hay. Đấy, có một sim 3G nằm ở trong cái màn hình này rồi các bác ạ. Đấy, đây là chìa khóa thông minh của chiếc xe. Đấy, còn đây là nút đề khóa thông minh của chiếc xe các bác nhá. Đề khóa thông minh start top đấy ạ. Đấy, rất là nhiều tính năng luôn các bác ạ. Rất nhiều. Bây giờ thì em đi xuống phần phía sau. Tí em sẽ quay thật là chi tiết cho toàn thể các bác mình. Các bác ở bất cứ đâu mình cũng có thể xem và cũng có thể mua được chiếc xe này của bên em. Bên em sẽ đăng lên trên những kênh sau đấy, là kênh YouTube là 1 này, và kênh Facebook là 2 này, rồi kênh TikTok là 3 này các bác nhé. Bên em sẽ đăng lên trên 3 kênh đó để các bác mình nắm được và các bác mình biết được những chiếc xe bên em đang có. Cụ thể là chiếc xe này đúng không ạ? Chiếc xe này của em được mang tên là Joyty T600 các bác nhá.
do Kinh tế 600 sản xuất năm 2015. Động cơ máy của xe là máy 1.9 mấy thì em gọi là 2 chấm đi. Máy 2 chấm và được lắp máy của hãng Mitsubishi Nhật Bản và nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Xe được nhập khẩu nguyên con, nguyên chiếc luôn. Đấy, hiện nay thì em cũng sẽ quay qua cái quang cảnh bãi xe bên em để các bác nhìn xem này. Rất là nhiều xe nhá. Hiện tại thì bên em đang có là hơn 100 chiếc xe các loại cơ. Các bác đến với bên em, địa chỉ là 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương các bác nhá. Đấy, số điện thoại thì tí em sẽ đọc cho các bác mình xem sau. Đấy. Và giá cả ở chiếc xe này thì em sẽ ghi ở phần tiêu đề hoặc là phần mô tả hoặc là phần comment để các bác mình biết được nhá. Và bác nào mà muốn chốt chiếc xe này với mức giá hợp lý, mức giá tốt thì mình hãy liên hệ trực tiếp cho bên em các bác nhá. Alo trực tiếp bên em. Và cũng giới thiệu với bác là bên em đang có là hai con như thế này luôn, hai con như này và một con nữa là con Hai Ma 3 các bác nhá. Đấy. Rồi. Ok, bây giờ thì em sẽ review chi tiết hơn để các bác mình xem về chiếc xe này bên em. Các bác cùng đón xem nhé. Đây là logo mặt nạ ca lăng này, quay tí này. Đấy, chỗ này có camera này. Chiếc xe của em được thiết kế là có camera 360 độ mà. Và đèn của xe đây các bác nhìn xem. Đấy, xe chạy 7 vạn thì các bác biết là xe nó mới như nào. Và đèn pha của xe các bác nhìn xem. Rất mới luôn. Đấy, trong vắt đúng không ạ? Như là một chiếc xe mà vừa mới từ trong hãng ra các bác nhìn xem, rất mới. Có bi cầu thủy tinh nhá, có rửa đèn pha nhá. Đấy, phần đèn gầm đây. Đấy, lốp đây. Lốp của xe rất mới, rất dày luôn này. Đấy. Là cái lốp của xe rất đẹp. Sơn xi cái màu này rất là sang, các bạn nhìn xem và rất sang bóng luôn, đúng không ạ? Có xin nhan báo rẽ trên gương ở hai bên, bên đây bên kia. Đăng kiểm của xe tháng 4 năm 2023. Và kính của xe bên ngoài thì có thể đã được bọc giặt, bọc dán toàn bộ rồi, đúng không ạ? Và có nút bấm từ một chạm tay nắm cửa nữa đây các bác này. Quá là rẻ luôn, đúng không ạ? Một chiếc xe quá là rẻ luôn, mức tiền rất là phù hợp, phải chăng để các bác mình mua về sử dụng gia đình, mua về đi cá nhân, quá ok, đúng không ạ? Đấy, chỉ nhô 300 một tí xíu thôi các bác nhá, là các bác mình mua ngay chiếc xe mà đẹp ngất ngây như này rồi này các bác này. Đấy, keo chỉ của xe thì không mất một phân nào cả các bác nhá, còn nguyên zin nguyên bản này. Và những phần gioăng cánh cửa đây các bác nhìn xem vẫn còn rất mới, tổng thể phần gioăng cánh cửa xe còn rất mới luôn nhá. Những phần tắp đi cánh cửa đây, bốn cánh đẹp đều như nhau hết các bác nhá. Đấy, đẹp đều như nhau hết các bác nhìn xem. Đấy, chỗ này bằng chất liệu da màu da bò đây. Đấy, màu da bò rất sang luôn này. Ở trên đây cũng là chất liệu da các bác nhá. Đấy. Chỗ này sơn vân gỗ, tay mở cửa đây, loa đây. Đấy, tắp ni tắp nô xe rất mới thôi. Đấy, chỗ này cũng được sơn vân gỗ các bác nhá. Đấy, loa âm thanh của xe được bọc viền inox rất là sáng, sang trọng đúng không ạ? Lòng trong sơn zin các bác nhá. Những bu lông ốc vít này vẫn còn chấm sơn màu đỏ. Các bác nhìn thấy không ạ? Vẫn còn nguyên. Và ghế điện đây. Đấy. Bên đây trang bị ghế điện, bên kia cũng trang bị ghế điện luôn. Hai bên đều được trang bị là ghế điện các bác nhá. Móc khóa đẹp chưa này? Bu lông cánh cửa của xe chưa bị tháo vặn, tem các thứ của xe vẫn còn nguyên. Cột kèo đinh tán zin các bác nhá. Tất cả cột kèo đinh tán của xe là zin nguyên bản, không mất một cái đinh nào cả. Đây. Đấy, táp lô đây các bác nhá. Táp lô thiết kế đẹp mắt chưa này các bác này. Đấy. Rất là đẹp mắt, nhìn rất là sang trọng đúng không ạ? Ở chỗ này có một túi khí an toàn các bác nhá. Và vô lăng có một túi khí an toàn, cũng như là những cái trên phần cột này đều có túi khí an toàn này các bác này. Cột đằng sau cũng thế. Đấy, còn đây là vị trí cốp đựng đồ đây. Đấy, chỗ này bằng chất liệu da đây, khâu rất là sang luôn này các bạn này. Điều hòa của xe là điều hòa bấm vặn điều chỉnh, hệ thống này là bằng điện các bác nhá, chứ không phải bằng cơ nhá, điện tử đấy ạ. Đấy, hoàn toàn là auto tự động luôn. Và đây củ số các bác nhìn xem, củ số xe rất mới luôn này. Các bác cứ để ý và các bác cũng so sánh cho em những con xe Joyki đang có mặt trên thị trường xem là những chiếc xe đó có được mới bằng chiếc xe này của bên em không các bác nhá. Các bác nhìn cho em củ số và vô lăng thì các bác biết là chiếc xe này, những chiếc xe Joyti nó chạy nhiều hay chạy ít đây, quay kỹ cho các bác xem này. Và đặc biệt là cái phần má ghế nữa này. Đó, nhiều con là may lại ghế rồi. Con này của em ghế vẫn là ghế da zin. Ghế da zin các bác nhá, vẫn còn rất mới đây. Phanh tay điện tử đây. Chỗ này cũng được khâu bằng chất liệu da nhá, cho nên rất là sang luôn. Và đây có một cái cốp đồ to rã, to rộng này. Ở trong đấy có cổng nghe nhạc này các bác này. Sàn nỉ các bác nhá, sàn nỉ bọc da bên ngoài. Ok, tiếp tục nhá. Và khung sườn vỏ bẻ của chiếc xe này tương đối là dày dặn và cứng cáp chắc chắn. Rất là dày, cứng cáp chắc chắn các bác nhá. Và đây, các bác nhìn xem tiếp theo này, phần nhép cửa đây. Gioăng cửa đây. Rất là mới này các bác này. Rất là mới này. Mới chưa? Các bác nhìn xem này, mới chưa này. Rất mới luôn, đúng không ạ? Đây, rất là mới luôn đây. Quá đẹp, đúng không ạ? Đó, một câu quá đẹp cho chiếc xe này. Chiếc xe mà
anh chủ này anh đi rất là ít. Để bên em đến trực tiếp nhà anh chủ này mua các bác nhá. Bây giờ vẫn còn số điện thoại cũng như địa chỉ của nhà anh luôn. Đây các bác nhá, phần ghế phía sau đây. Bộ ghế da của xe chưa bị sờn rách, chưa bị xấu kém tí nào cả, bởi vì là ngồi và sử dụng ít mà, đúng không ạ? Đấy, chỗ này có thiết kế là cái tì tay đựng nước, đựng đồ nhá. Đấy. Và đây là cái phần sàn phía sau, phía dưới chiếc xe thôi nhá. Và chiếc này thì anh chủ trước cũng đưa một cái đường dây ra để cho hệ thống súp rồi. Ghế này thì mình có thể gập lại xuống nhé, để thông về cái phần khoang hành lý phía sau. Các bác nghe tiếng đóng cửa này, rất là êm, nhẹ nhàng. Tất cả phần khe cửa rồi va đờ sốc trước sau nó rất là khít đều. Đây. Form của xe nó vẫn còn nguyên do không bị va chạm mà. Sơn zin của chiếc xe này vẫn còn cực nhiều các bác nhá. Cực nhiều luôn. Nên đến tầm khoảng là 90% là sơn zin các bác nhá. Đấy, có tuyệt vời cho một chiếc xe mà số tiền các bác bỏ ra nó là không nhiều, đúng không ạ? Còn đây là phía sau, các bác thấy là có thiết kế một đôi bô phía sau này, có những mắt cảm biến lùi chống va chạm tròn tròn ở dưới đây, đây này. Đây này. Kìa kìa, đấy các bác nhá. Biển 12 Lạng Sơn, cách chỗ em là 100 cây số thôi. Đấy, vâng, chiếc xe này chủ xe cách Hải Dương của em là 100 cây số các bác nhá. Đây đèn các bác này. Đèn rất mới và thiết kế là có dạng đèn led này. Dạng đèn led này. Đấy, đây là cái phần gạt mưa, đây đuôi gió này. Đấy, giá lốc thứ đầy đủ đây. Em mở cốp phía sau ra cho các bác xem nhá. Đây, cốp to để đồ thoải mái. Và lốp dự phòng được đặt ở dưới các bác nhá. Chỗ này có một cái để cho mình ngăn này. Ngăn giữa hai hai khoang, khoang hành lý và khoang hành khách các bác nhá. Quay như này không khác các bác đến xem trực tiếp cả các bác ạ. Review quá kỹ luôn, đúng không ạ? Quay cả gầm, tiêm quay cả gầm và cả máy nữa cho các bác thấy nhau nhá. Các bác đang ngồi dành tay cho em xin những cái lần like và những cái lần chia sẻ ủng hộ em với ạ. Xin cảm ơn tập thể các bác rất nhiều. Và đây các bác nhìn xem cho em những phần mép cánh cửa này, những cái răng này, những cái đường gân dập ở phần cánh cửa này, các bác nhìn này, nét căng luôn, lòng trong sơn zin hoàn toàn các bác nhá. Rất mới luôn. Các bác thích có một chiếc xe mà 200 mấy, bên em cũng có một chiếc xe giống như thế này nhưng nó chỉ có hơn 200 triệu thôi các bác nhá. Đấy, trước đó thì nó chạy nhiều hơn, nó không lỗi, nó không lỗi nhưng mà nó chạy nhiều hơn cho nên là nó rẻ hơn, chỉ có hơn 200 triệu đồng thôi. Nhưng con này của em thì nó là hơn 300 triệu đồng một tí các bác nhá. Đấy các bác nhìn xem, rất mới luôn này. Kiếm được một con xe đẹp và mới như này trên thị trường thì em dám khẳng định với các bác là sẽ rất ít có. Đấy, rất ít có trên thị trường các bác nhá. Đây, vách cửa đây. Không có nhiều đâu, những chiếc xe mà đẹp như này là không có nhiều đâu. Các bác cứ tìm hiểu và tham khảo đi. Cứ so sánh đi, so sánh chiếc xe này của em với những con xe mà các bác biết đi. Xem là chiếc xe này của em nó có mới thực sự hơn không các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Kính của xe đều là kính zin và bọc dán hết rồi, không bị xước tí nào cả. Nhựa bên ngoài xe là không bị ố vàng, không bị xấu kém, không bị bạc màu. Đấy, bốn cánh cửa của xe đẹp và mới đều như nhau hết các bác xem này. Đấy, đẹp và mới đều như nhau hết này. Đây nhá. Quá mới luôn đúng không ạ? Những cái mẫu xe như này thì các bác mình đi sử dụng nó là yên tâm. Đúng không ạ? Các bác mình có đi tầm khoảng chục năm nữa vẫn cứ yên tâm các bác nhá. Yên tâm luôn, không suy nghĩ lo lắng về cái dòng xe này. Máy số của dòng xe này là máy Mitsubishi, rất là lành tính và bền bỉ. Đấy, đồ đạc phụ tùng thay thế nhiều sẵn có các bác nhá. Bác nào mà mình lăn tăn về vấn đề phụ tùng thì các bác mình báo cho bên em biết, bên em chỉ chỗ cho. Bên em bảo chỗ cho các bác mua nhá, rất là nhiều và rẻ luôn. Rồi, như vậy thì đã xong phần nội thất bên trong rồi, đúng không ạ? Em mời các bác mình xem phần vỏ sơ xi bên ngoài nhá. Đây. Căng và cực kỳ sáng bóng. Không khác gì là một chiếc xe đời cao hơn 2020-21 đúng không ạ? Như một chiếc xe như vậy, quá mới. Gầm đây các bác này, này gầm của nó đây nhá, các bác nhìn xem này, gầm cũng rất là mới luôn này, gầm cũng rất mới luôn. Chạy dòng xe này khá là hay các bác nhá, chạy đầm êm ái chắc chắn. Mua về các bác sẵn
đổ xăng đi thôi mà không cần phải làm bất cứ một cái gì cả các bác nhá. Đây máy đây, em quay các bác xem này. Đây máy của xe là máy Mitsubishi nhá. Đây các bác nhìn xem logo của hãng Mitsubishi đây. Đây logo đây. Đây logo đây các bác nhá, logo của hãng Mitsubishi đây, các nhìn thì biết ngay rồi đúng không ạ? Đấy, máy 2.0 turbo các bác nhá. Đây, tổng thể phần khoang máy em đứng xa xa một chút cho các bác ngắm này. Máy rất đẹp. Máy số zin, máy số chưa bổ, chưa hạ, chưa làm máy các bác nhá. Đấy, cabo đây, các bác nhìn xem này, mí cabo xe đẹp chưa? Cam kết đảm bảo cũng như là bảo hành cho các bác mình về chất lượng của chiếc xe này. Sai bên em nhận lại xe và hoàn lại tiền cho mình. Các bác cứ mang xe về đi. Đấy các bác nhá, mang về đi test. Và khi các bác mình thấy một là chiếc xe này có những cái lỗi thì các bác mình mang đây, đâm đụng tai nạn, ngập nước, bổ máy, bổ số, làm lại máy đấy. Thì các bác mình có quyền mang đây, em gửi lại tiền cho các bác nhá, mang xe đến em gửi lại tiền. Được không? Video về chiếc xe này thì em đã review đến đây là tương đối đầy đủ chi tiết rồi. Các bác liên hệ sớm cho bên em theo ba số điện thoại sau là số 0938586307 hoặc 0389000555 hoặc 0335838389 các bác nhá. Địa chỉ đối diện 90, đối diện 225 Trường Chinh. Đấy. 90.2 Trường Chinh đối diện 225 các bác nhá. Bên em có thu mua lại tất cả các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng với giá tiền hợp lý và có đổi xe các bác nhá. Các bác lưu ý là có đổi xe các loại luôn. Có ship giao xe, chuyển xe tận nhà, tận nơi cho toàn thể các bác này mình nhá. Có sang tên, có hỗ trợ đổi biển chính tên chính chủ cho mình hoặc là làm công chứng cho mình các bác nhá. Bác nào xem thêm video mới nhất của bên em đăng lên, bác nào muốn tham khảo những chiếc xe khác của bên em thì hãy đăng ký kênh YouTube, nhấn theo dõi trang Facebook và nhấn follow trên kênh TikTok của bác nhá. Vâng, video này thì em làm tới đây là đầy đủ và chi tiết rồi. Đấy. Xin gặp lại vào những chương trình lần sau các bác nhá. Hẹn lại các bác ạ.